À, chào bạn. Liệu có phải là lãnh đạo chúng ta sinh ra đã có cái tố chất của trở thành lãnh đạo không? Rất nhiều người cho rằng là lãnh đạo nó là do trời phú, tức là có nhiều người có những cái tố chất mà trời phú là họ có ngay từ lúc họ bẩm sinh, hay là có nhiều người cho rằng là gì? Là nó có yếu tố gen, gia đình là bố mẹ làm lãnh đạo rồi ông bà làm lãnh đạo cho nên là mình có gen làm lãnh đạo. Điều đấy thực ra là có những cái yếu tố gen trong đó, điều đấy là không sai. Nhưng mà liệu rằng có phải là chúng ta chỉ ỷ lại yếu tố gen, chỉ là ỷ lại yếu tố là trời ban tặng, cho nên là chỉ có những người có yếu tố gen, chỉ có những người có yếu tố là gia đình nòi giống về làm lãnh đạo mới trở thành lãnh đạo không? Không, đúng không? Thưa bạn, là 99% lãnh đạo là do nỗ lực mà thành. 99% theo quan điểm của tôi là lãnh đạo là do rèn luyện mà nên. Bạn nên nhớ rằng là bản thân tôi sinh ra trong con gia đình nhà nông, thầy bu tôi là người mà học chỉ chưa chưa hết lớp 2 đó, và nhà nông thuần túy. Nhưng mà đến bây giờ thưa bạn là tôi rất là biết ơn cha mẹ, biết ơn vũ trụ, biết ơn đấng tối cao là tôi là phó chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn có gần 4.000 lao động. Và bản thân tôi cũng là đã từng là lãnh đạo chủ tịch sáng lập của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại UK. Thế thì xét về góc độ nếu mà gen thì tôi không có yếu tố gen di truyền gì cả. Nhưng mà bằng sự rèn luyện, bằng cái nghị lực của bản thân mình, bằng tất cả những cái sự nỗ lực cố gắng từng ngày và bằng cái ý chí của bản thân thì tôi đã trở thành một nhà lãnh đạo. Vậy thì bằng cách nào để tôi có thể trở thành nhà lãnh đạo? Thì trong cái cuốn sách này, cuốn sách là Thói quen nhà lãnh đạo này, tôi đã tổng hợp hơn 25 năm kể từ khi lúc tôi ra trường đến bây giờ. Với cái cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ với bạn điều gì? Là khi mà chúng ta có một cái ước mơ, khi chúng ta có một cái mong muốn, đó, một cái khát khao mà cái khát khao đấy cháy bỏng để chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo ảnh hưởng, một nhà lãnh đạo thành công, thì luôn luôn có một cái con đường để hướng đến chúng ta đến. Đầu tiên nó phải xuất phát từ là cái tư duy. Bạn phải gieo vào trong cái tư duy của bạn cái khát khao đó. Và sau đó rồi thì là nếu cái ý chí của bạn nó đủ lớn, ý chí đủ lớn thì nó sẽ là nó sẽ tác động vào cái trái tim của bạn, đúng không? Cái ý chí nó đủ lớn nó làm cho bạn trở nên là gì? Nhiệt tình. Đó, nó làm cho bạn trở nên là giống như là một cái ngọn lửa nó thắp lên cái trái tim của bạn, nó trở thành một cái rất đam mê để bạn là biến cái giấc mơ đấy để trở thành hiện thực. Thì khi mà đủ cái độ lớn mạnh, cái nhiệt tình nó đủ lớn mạnh thì nó sẽ dẫn đến là thúc đẩy bạn hành động. Và khi bạn hành động một cách là liên tục đó, thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và một khi bạn là rèn luyện nó trở cái thành cái thói quen đấy rồi thì dần dần nó định hình trở thành tính cách. Vậy cho nên là bạn phải xem là những nhà lãnh đạo thành công người ta làm như thế nào, những nhà lãnh đạo người ta có những cái thói quen gì, những nhà lãnh đạo người ta suy nghĩ như thế nào. Bởi vì khi chúng ta gieo cái suy nghĩ chúng ta sẽ gặt cái hành động, mà gieo cái hành động thì chúng ta gặt cái thói quen, và gieo thói quen thì gặt tính cách, và gieo tính cách thì chúng ta gặt số phận. Chính vì vậy cho nên là tôi đã viết cái cuốn sách này, cuốn sách có tên là Thói quen nhà lãnh đạo, để đúc kết lại từ xuất phát từ những các cái là tư duy của những nhà lãnh đạo, suy nghĩ của những nhà lãnh đạo, sau đó rồi thì để trở thành hình thành các thói quen mà người ta thường thực hiện, người ta thường rèn luyện, và người ta rèn luyện như thế rồi thì trở thành là phẩm cách của nhà lãnh đạo, đúng không? Trở thành cái phẩm cách, trở thành cái là cái chất của nhà lãnh đạo, chúng ta gọi là chất. Đó. Là có đủ tầm này, có đủ tâm này và có đủ tài. Làm thế nào đấy để cho họ trở thành một nhà lãnh đạo? Thì các bạn nếu thực sự mong muốn để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng, trở thành một nhà lãnh đạo ảnh hưởng, thì đây là một cuốn sách dành cho bạn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn nên nhớ rằng là khi các bạn đọc cuốn sách này thì các bạn sẽ là lĩnh hội 25 năm kinh nghiệm của tôi. Đó. Và không phải chỉ là 25 năm kinh nghiệm mà nó là đúc kết của cả hàng nghìn cuốn sách mà tôi đã từng đọc ở trong quá khứ. Và đồng thời tôi cũng quan sát những các cái
thói quen, những các cái tư duy, những cái suy nghĩ của những nhà lãnh đạo mà tôi có cơ duyên được làm việc cùng ở trên thế giới cũng như là ở trong nước. Khi mà tôi tham gia với vai trò là lãnh đạo của một cái tập đoàn kinh tế của Việt Nam. Thế thì vậy nếu bạn thực sự mong muốn để mình rèn luyện, để cải thiện về cái nguồn gốc của mình, để mình nâng cái ảnh hưởng của mình, để mình có một cái cuộc sống thực sự như ý muốn, để mình trở thành một nhà lãnh đạo để phụng sự, để mình trở thành một nhà lãnh đạo để thực hiện được những các cái giấc mơ, lý tưởng cao đẹp của bạn, thì cuốn sách này sẽ là dành cho bạn. Hãy đăng ký để sở hữu, hãy đăng ký dưới đường link dưới đây để bạn sở hữu cái cuốn sách Thói quen nhà lãnh đạo này. Và tôi chúc cho bạn thành công viên mãn, tôi chúc cho bạn thịnh vượng và tôi chúc cho bạn giàu có. Tất cả những cái điều đó đều có ở trong cuốn sách Thói quen nhà lãnh đạo này. Hãy sở hữu và đọc nó một cách ngấu nghiến, đọc nó một cách nghiền ngẫm và hãy đặc biệt, quan trọng hơn đó là gì? Ứng dụng nó mỗi ngày và rèn luyện để bạn sở hữu những cái thói quen này. Tôi bảo đảm với bạn, chắc chắn bạn sẽ thành công viên mãn khi bạn ứng dụng những các cái nguyên lý này. Bạn đừng quên đăng ký vào cái kênh YouTube của Tiến sĩ Tô Nhật. Trong cái kênh YouTube của Tiến sĩ Tô Nhật thì tôi chia sẻ rất nhiều những các cái kiến thức về quản trị kinh doanh, về kiến thức phát triển bản thân, rồi các cái kiến thức về lãnh đạo, các cái tri thức và những cái sự lời khuyên thông thái về lãnh đạo, về bán hàng, về khởi nghiệp, về phát triển kinh doanh và về phát triển bản thân. Hãy đăng ký để bạn là người đầu tiên nhận được các cái video của tôi khi mà được phát hành. Cảm ơn bạn.